nằm cách Siem Reap khoảng 6 km về phía bắc. Quần thể đền thờ Angkor được vua Suryavarman thứ hai xây dựng vào nửa đầu thế kỷ thứ 12. Công trình đồ sộ này với hơn 1.000 ngôi đền lớn nhỏ dựng bằng đá, tọa lạc ngay giữa một đô thị cổ suốt hơn 1.000 năm. Ngôi đền khổng lồ như Angkor Wat được xây dựng bằng 5 triệu tấn đá chỉ trong vòng 37 năm. Mặc dù theo ước tính phải mất đến hàng trăm năm nếu sử dụng công nghệ thô sơ có sẵn vào thời điểm đó. Phải chăng đang có một sức mạnh tâm linh vô thượng đang tồn tại ở một nơi như Angkor Wat chăng? Bây giờ mời các bạn cùng theo hành trình của mình trên đất nước Campuchia, khám phá khu đền bí ẩn và linh thiêng không kém phần thú vị qua chuỗi video bí ẩn Campuchia nhé. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại một bến xe từ thủ đô Phnom Penh đi Siem Reap. Và cái hành trình hôm nay thì các anh em sẽ di chuyển về Siem Reap khoảng hơn 200 cây số và thời gian đi là khoảng 8 tiếng. Khi đến Siem Reap thì Bùi Hồ sẽ review cho cô bác quý anh chị xem khám phá một số cái nơi khá là tâm linh của Siem Reap, đó là đền thờ Angkor Wat. Và đây là chiếc xe di chuyển của mấy anh em mình vào buổi chiều hôm nay. Thì dự đoán cái hành trình của mình thì chiều ngày hôm nay thì khoảng đến khoảng 9 giờ tối sẽ đến nơi. Và một cái vé đi của mấy anh em nhân cho mượn cái vé. Một cái vé đi từ thủ đô Phnom Penh đến Siem Reap là tôi khoảng 45.000 kia. Thì có khoảng gần 200.000 tiền Việt Nam. 200 mấy chục ngàn tiền Việt Nam á cô bác quý anh chị. Và mình đang ngồi ở ghế số 7, còn là tiếng Campuchia hết à. Và đây là một cái nhà xe cũng khá là lớn. Chiếc xe này là chiếc xe mình đi vào chiều ngày hôm nay nè. Khoảng 9 giờ các em sẽ có mặt tại Siem Reap. Mình biết là thời mà vào đầu thế kỷ 14 thì Thái đã đến chiếm được kinh thành của Angkor Thom. Như vậy sau này thì đế chế Khmer mới đánh bật quân đội Thái. Từ chỗ đó là Siem La đó, Reap là nằm rạp đó, tức là Thái thua trận nặng nhất trong cái thành phố này. Từ chỗ đó tỉnh Siem Reap mới có địa danh gọi là Siem Reap, tức là Thái thua trận nặng nhất. Nhưng mà khi mà mình gọi như vậy thì người Thái phản ứng như thế nào? Thì nói chung là chính phủ Thái người ta cũng yêu cầu chính phủ Campuchia nên sửa đổi lại, nhưng mà chính phủ Campuchia nói để ta từ từ người ta sẽ sửa đổi lại. Nhưng mà đây là người khá hỗn độn ha. Vì cái cuộc sống ở Phnom Penh, cái việc mà sử dụng Grab hay là taxi nó rất là ít, nên xe về ghế xuống thì các chú ở đây đều tranh giành khách để chở. Phnom Penh đi Siem Reap thì tầm khoảng 300 km và di chuyển đến 9 giờ tối thì mới đến. Nhưng mà trên cái chiếc xe mình đi thì anh tài xế anh thông báo rằng là cái chiếc xe này nóng quá, phải cho nó nghỉ ngơi mình tí xíu, khoảng 15 phút thì mới chạy tiếp được. Và nãy giờ thì hơn 3 tiếng đồng hồ thì mình đã ghé tạm dừng chân đến 2 lần rồi. Bây giờ cho xe nó nghỉ để tí xíu nó đi tiếp. Như vậy là mình thấy là họ đào ngàn năm trước, họ đào mỗi gần là 800 m, độ sâu là 30 m. Cái này là đại diện cho bốn biển và cũng đại diện cho dòng sông Hằng. Đại Cam Chi nó cái ngôi đền này thờ với Thiên Đu giáo mà. Như vậy các người dân mà muốn thờ các vị thần trong là phải tắm rửa sạch, sấy sạch bụi trần mới đi vào thờ các vị thần ở trong. Nhưng ngàn năm nay bị bồi lấp, độ sâu của nó chỉ còn có 1.5 m, 2 m thôi. Cho nên ngàn năm nay mình thôi. Ngôi đền này nằm bên trong. Như vậy là mình tính là mỗi cạnh là 800 m, dâng lên một bốn là 64 km luôn. Vì tôi di cái ngôi đền của bón này. Bước qua một cái trạm kiểm soát vé của các nhân viên UNESCO và cái giá vé là 37 đô cho 2 ngày. Cái số 37 này cũng khá là đặc biệt khi mà các công trình kiến trúc Angkor này được xây dựng đúng 37 năm. Theo chia sẻ của chú Tứng là người hướng dẫn viên ở đây á, thì nếu như mà
xây với một cái công cụ hiện đại, máy móc đầy đủ như thế này, thì cái công trình Angkor Wat này xây khoảng 400 năm. Và 37 đô này thì họ sẽ mua một ngày, và mình sẽ mua một ngày và họ tặng thêm một ngày. Cái số 37 này cũng khá là đặc biệt nha cô bác anh chị cũng như là tất cả các bạn. Ở đằng sau đây thì có một cái thời gian mở cửa nè, từ 7:30 đến 5:30, riêng cái đền thờ Angkor Wat thì 5 giờ sáng. Và mọi người cũng có thể nhận thấy là họ nói là trong cái ghi chú đây đó, thì họ nói là phải tôn trọng nhà sư vân vân, không mặc đồ hở hang hoặc là mặc đồ mặc những cái quần mà trên gối đó, nhằm thể hiện một cái sự tôn nghiêm đối với cái đền thờ này. Thì cái diện tích đền thờ này nó khoảng 40 km vuông, và trên cái quần thể đền thờ Angkor này đó, thì nó có khoảng 100 đền thờ như thế này. Và đây là cái khuôn viên của đền thờ, vòng ngoài hoàn thành của đền thờ của bác anh chị. Thì cái đền thờ này đó thì nó được bao bọc bởi một cái ao, và theo chia sẻ của chú Tứng á, thì cái ao này là để dùng để mà để cho các vua chúa xuống đây tắm, và cũng như là đều cũng như là lưu lượng nước ở trong cái đền như thế này. Và phía trước đền thì cô bác quý anh chị thấy là những cây cây biểu trưng của đất nước Campuchia, đó là cây thốt nốt. Đây là một cây có khả năng sống rất là dai, mặc dù không như vậy. Cái ngôi đền Angkor Wat được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 12 do vị vua Solomon thứ hai xây dựng. Ngôi đền Angkor Wat xây dựng này để thờ cho bên đạo Hindu giáo, nó không phải mang tính chất thần giáo. Nhưng qua thế kỷ, bước vào thế kỷ sau này thì nó chuyển về bên Phật giáo. Như vậy Angkor có nghĩa là kinh đô, Wat là chùa, gọi là kinh đô chùa. Như vậy là hiện nay vẫn còn cũng còn phối hợp giữa Hindu giáo và Phật giáo, tại vì các vị hình tượng các vị thần của Hindu vẫn còn trong này, và cả Phật giáo thì cũng hình tượng các thần cũng ở trong này. Rồi mình thấy về cái ngôi đền này đó, tất cả đều xây dựng hoàn chỉnh hoàn toàn, xây dựng chỉnh hoàn toàn hết, nhưng mà do vấn đề thiên nhiên, do chiến tranh tàn phá thì nó hư hại, đã gãy những cái ngọn tháp này đi. Như vậy sau này UNESCO họ thừa nhận cái ngôi đền Angkor Wat là kỳ quan thế giới thứ 7 vào năm 1992, thì UNESCO họ đã đón nhận ngôi đền Angkor Wat là kỳ quan thế giới thứ 7. Rồi cái ngôi đền này là họ tất cả sử dụng liệu loại đá sa thạch. Sa là bùn, thạch là đá bùn, loại đá mài dao mình á, nhẹ. Tại loại đá này nhẹ, mềm mại và dễ điêu khắc hơn. Như vậy di chuyển từ đây đến núi Cơ Lên là 67 cây số. 67 cây. Di chuyển bằng 67 cây số. Do sức người, sức ngựa và voi kéo từng viên từng viên. Họ đem lại tất cả là xây dựng không có vật liệu nhựa hay những cái chất gì cả. Chỉ có đá cho chồng lên đá, đá chồng lên đá. Như vậy tất cả được điêu khắc từ đỉnh xuống đáy đều điêu khắc hết toàn bộ. Như vậy mình thấy cái cổng ngoài, lại tới cái cổng giữa này, coi như 500 m. Từ cổng giữa đi vào ngôi đền là 500 m. Như vậy đây là cái cổng giữa. Trong này đã gồm có 5 cổng. Cổng chính dành cho vua đi, quan võ là đi cổng bên đó, quan văn là cổng bên đây, dân thường là đi cổng cuối cùng bên kia. Còn cổng cuối cùng bên kia đó dành cho xe bò, xe ngựa chở những lễ vật trái cây là đi cổng bên kia. Đi cổng bên kia. Đó, rồi như vậy là trong này một năm cổng đi, nhưng mà hiện nay đã hư hại. Cái ngôi đền Angkor Wat này hư hại đạt lên khoảng 7% hư hại. Hiện nay UNESCO đang tài trợ về mặt tiền bạc, kỹ sư thì Nhật, tay thờ công nhân cam kia họ đang trùng tu lại cái ngôi đền này. Như vậy là họ lấy viên cái từ để đến núi Cây Lên là từng viên họ ghép lại để xây dựng nhé, xây dựng lên từng cái khối đá. Rồi còn Việt Nam thì lấy vật linh là con thùn luôn làm con rồng, còn Campuchia lấy mãng xà làm con rồng của Campuchia. Như vậy Campuchia là lấy mãng xà, tại sao Campuchia lấy con mãng xà làm vật linh của Campuchia là hay tượng trưng con rồng của Campuchia? Tại vì mình biết là nếu gọi là bên đạo Hindu giáo đó, thần Shiva là đi đâu là đi cởi con thần rắn này ra để đi. Như vậy khi Phật giáo đang ngồi thiền giữa rừng, có một cơn giông bão tố lớn lên. Như vậy có một thần thánh ra cuốn tròn Đức Phật để bao che cho Đức Phật.
Như vậy Campuchia đã chịu hai tôn giáo Hindu giáo và Phật giáo. Như vậy họ lấy mãng xà làm tôn trọng của Campuchia. Nhưng mà Campuchia thì họ lấy số lẻ. Em vô nhà hàng của Campuchia chính thức 5 món, 7 món, 9 món. Còn của Việt Nam hay người qua 6, 8, 4 thì nó tùy. Như vậy là đầu điêu khắc có nơi thì họ điêu khắc 5, có nơi họ điêu khắc 7, có nơi họ điêu khắc 9. Rồi mình sẽ đi vào bên trong, mình khám phá về bên trong. Đá được ghép nối với nhau và các viên đá này đó thì không có một cái chất kết dính nào cả, và đây là cái vết ghép này, và thậm chí thì những cái vết ghép này đó thì mọi người có thể là nhìn thấy là cái lưỡi lam cũng không thể nào ghép vô đây được. Và lưu ý là cái trong cái ngôi đền này được bảo vệ bởi UNESCO nên là nữ là mình không có được chạm tay vào những cái bức tượng này. Và đây là hình ảnh tượng nàng Apsara, một trong những nữ thần may mắn. Họ không có máy tiền, không có máy gì hết mà họ đi họ tiện đây này. Như vậy bề dày của đá nó phải ít nhất vậy này. Họ tiện xong họ phải điêu khắc luôn. Cắt xuống cửa sổ. 37 năm. Cô quan toàn đá và đá. Thế em bố ăn trồng này cách rép này. Rép vào mà sao nó được cái kính như thế này. Ghê chắc. Rồi em thấy cách rép này, rép viên đá này. Không để lưỡi lam vào trong này được. Ngàn năm trước em thấy họ ghép này. Không để là... Ôi hay à. Hả? Giáo nha. Tức là họ thờ bên Hindu giáo chứ không phải Phật giáo. Dạ. Kia là vị thần quỷ diệt, là vị thần Rama. Còn vị thần bên đây là vị thần bảo vệ, được gọi là thần Vishnu. Tức là nếu mình nói nôm na đó, sanh phải có tử, sanh phải có vấn đề bảo vệ. Nhưng cái hình thần Vishnu này hồi đó họ tạc ra bốn cánh tay, nhưng do người đàn phá đập phá hủy đi thành ra hiện nay cánh tay đã không còn. Như vậy đây là một vị thần Vishnu, là một vị thần bảo vệ buôn loài muôn thú và con cả con người. Đây là thần Vishnu. Thần bên đây là thần thần Shiva. Thần Shiva sáng tạo. Dạ. Vị thần sáng tạo. Theo chia sẻ của chú thì bên đây là một vị thần Sava, và cái đền thờ này trước đây để xây để mà thờ các vị thần theo Ấn Độ giáo. Sau khi Ấn Độ giáo thờ Ấn Độ giáo thì có một thời kỳ phát triển của Phật giáo, thì ở trên này thờ luôn cả Phật giáo. Đây là đóng là để gỗ trên đó, đóng là phòng. Hàng năm trước phải có trường đào tạo gọi là trường kiến trúc. Nếu không có trường đào tạo thì họ không thể làm như thế này được. Tức là phải qua trường đào tạo. Rồi ngàn năm trước Campuchia cũng gọi là trường quốc tử giám, cách đây 2.5 cây số. Hiện nay trường quốc tử giám vẫn còn. Hiện nay vẫn còn. Như vậy ngàn năm trước vẫn có cái trường kiến trúc để đào tạo cho các tay thợ. Như vậy xây dựng trong ngôi đền của Wat này đó, coi như là trên 500.000 tay thợ. Rồi voi thì đạt lên tới trên 300.000 voi để xây dựng cái những viên đá này là xây dựng nhé. Như vậy em thấy về cái nền móng như vậy đó, chiều cao tính từ mặt đất lên 65 mét về chiều cao. Như vậy họ đào sâu xuống 65 mét xuống dưới, họ xếp những viên đá đá sạch thạch loại đá ông này từng lớp xuống dưới, ở dưới mới độ vững của nó cho nền móng là từ ngoài này, để nâng đỡ cái ngôi đền của anh. Như vậy là thành ra ngàn năm nay nó không bị sạt lở, không đổ. Chứ còn em nó ngàn đá, ngàn tấn mình đi, em không có đâu nền bóng cũng khéo nó đổ ngàn năm nay nó không tồn tại. Tức là cái nền bóng này 65 mét xuống dưới, rồi xếp một lớp loại sa thạch, cái độ đá cát lớp rồi mới để loại đá ông. Đá ông sa thạch từng lớp ở dưới, gọi là nền bóng ở dưới. Rồi trong này thì họ đi khắp coi như là trên 400 nữ Apsara trong những cái ngôi đền này. Nữ Apsara tượng trưng cho bây giờ vũ nữ chúc phúc đem lại sự may mắn phúc đức cho người dân Campuchia. Rồi trong Apsara thì mình thấy tất cả nụ cười kia nó không tươi rói như cái hình tượng này. Nữ Apsara này mang tính chết, coi như là rất tươi. Tại sao lại có nét nụ cười này? Theo mình, theo những người ta có thể phỏng đoán ra chưa chính xác, nhưng mà mình phỏng đoán ra
tại vì các ngôi đền này xây dựng bên trong nó xong, như vậy còn cái cổng ngoài. Như vậy tay thợ bên đó và tay thợ bên này vừa xây dựng đằng này vừa giáp ranh với nhau, vừa là xây dựng xong thì cái nét nụ cười mới nở ra, đã hoàn thành những cái công trình. Nụ đấy, cười là bên đây hay chứ? Nằm bên trong, cái hình bên đâu, ở đâu. Còn anh thấy nó cắt 200, 400 mấy nữa xa không có cười, chỉ cái nụ cười này. Khoảng 400 nữ Apsara chứ? Dạ, dạ. 400. Trong, bước qua đây được không chú? Dạ, được chứ không sao đâu. Mình để cho gờ được. Trong cái khuôn viên ngôi đền này thì hòa theo chia sẻ của chú Tính thì có khoảng 400 nữ thần Apsara, một trong những nữ thần mà chúc phúc cũng như là đem lại sự may mắn cho người dân Khmer. Các nữ Apsara ở đây thì đều được phát họa bởi hình một cái gương mặt nhăn nhó và biểu kiểu sự không vui. Thì riêng thì một cái bức tượng nữ thần Apsara ở đây, chỉ có một cái tượng này duy nhất là thể hiện được cái nụ cười. Đó là có nghĩa là giống như là hoàn thành một cái công trình vĩ đại, thể hiện một cái nụ cười. Và các nữ thần Apsara ở đây thì họ mặc có một cái sarong và một cái bầu ngực để lộ ra. Thì theo chia sẻ rằng những người trang phục của người Khmer thời điểm đó thì các bầu ngực đều để lộ ra như thế này. Và đây là bức tượng nữ thần Apsara mà lúc nãy ở ngoài cổng thành Buôn Hồ cũng chia sẻ đó. Là cái bức tượng nữ thần này chỉ mặc một cái sơ gông nội y ở dưới này, quần ở dưới này. Và ở trên này thì các du khách đó, khi mà tham quan đó, họ còn muốn cầu mong cái sự có con đó. Thì họ sờ vào cái bầu ngực của nữ thần này. Và thậm chí là cái bức tượng nó đã bị biến dạng đi, như cái phần nhận bóng này nè. Ở đây là họ cấm, nghiêm cấm sờ tay vào nha mọi người. Tại vì Campuchia nó theo chế độ mẫu hệ, như vậy nữ là luôn luôn có quyền. Thành ra họ tại sao rằng ông thấy điêu khắc mà phần đông là nữ, họ điêu khắc nhiều. Như vậy là mình thấy là nữ Apsara này cũng là một vũ công mà cũng đại diện cho cách ăn mặc của người Campuchia thời xưa. Cả chánh cung hoàng hậu, đây là những dàn dòng, những trang trí đồ cổ ấy, tên tai, tên gì của người ta. Nhưng đây là cách bộ ngực là vậy đấy ta. Đây là cách ăn bằng nữ của người Campuchia thời đó. Như vậy trước khi em muốn, người ta cho đây là vị thần. Như vậy là em muốn trước khi cưới vợ đó, lại cầu xin cần có bộ ngực vợ con cân đối tròn trịa đẹp là họ đến gờ. Hoặc nữ người ta cần có bộ ngực người ta cân tròn đẹp người ta cứ gờ. Như vậy cứ cầu xin gờ thì nó bóng lên như thế này. Còn hiện giờ những cái này có tác động không? Bộ ngực trần chánh cung hoàng hậu quý phi gì đó, đại bộ ngực trần 450 tượng nữ thần và đều gương mặt là không có cười. Không rồi, chỉ có nữ thần đó. Chỉ có một nữ thần ở ngoài hoành hành nó cười thôi. Ngoài đó từ cái nét tay, cái nét chân họ mới tạo ra cái nét múa của người Campuchia. Tại vì em khánh thành trường học, đường xá, những cái gì đó, chùa chiền gì thì phải có cái điệu múa Apsara, gọi là thần họ chúc may mắn phúc đức. Từ cho đó Campuchia nó có điệu múa truyền thống là Apsara nữ, điệu múa Apsara. Còn nơi đây, cái bức tường màu đen đen như thế này, nơi thể hiện cái đền thờ Angkor này đó, nó trải qua 500 năm, nằm ẩn sâu trong cái khu rừng. Thì ở đây rất là nhiều dơ, và dơ, cái con dơ nó đi phân ở trên này đó, nó bám vào làm đen cái bức tường. Và đây là các bức tường của theo Ấn Độ giáo, nó đã bị vụn vỡ ra, là lý do là do sự xung đột của tôn giáo. Khi mà Ấn Độ giáo phát triển thì họ đập tất cả các bức tượng Phật không như thế này đó. Còn khi mà Ấn Độ, khi mà Phật giáo phát triển thì đập các tượng các thần của theo Ấn Độ giáo, Hindu giáo như thế này, nên mọi người sẽ